Xin chào các bạn, mình là Linh, đây là kênh chia sẻ giáo dục của mình. Mình đến đây để giúp đỡ bố mẹ cũng như là hướng dẫn cho các bé về việc là phát triển tư duy cũng như là các cái bài toán bằng tiếng Anh. Và rất mong các bé và các mẹ sẽ đón nhận mình. Và để biết rõ hơn về mình thì mời các bé và các mẹ, các bạn có thể xem ở link mô tả dưới đây. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đó chính là cách giải toán đố cho lớp 1 mà bằng phép tính trừ. Word problems on subtraction, tức là giải toán bằng phép tính trừ. Và phần số 2 chúng ta sẽ học đó chính là subtract by taking away set. Tức là sao ạ? Tức là giải toán bằng cách sử dụng bớt đi các phần. Vậy chúng ta để hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ vào bài ví dụ như sau. Bài ví dụ như sau thì nói về động vật một chút xíu. Đó chính là chicken. Với chicken chúng ta sẽ có để Eddie has 280 chickens. He sells 168 chickens. So how many chicken has he left? Tức là bây giờ chúng ta sẽ có một cái sơ đồ là có 280, tổng số con gà là Eddie có 280 con gà. Anh bán đi là 168 thôi phần bán. Vậy còn một phần nữa là phần chấm hỏi, lại còn lại là bao nhiêu con? Vậy chúng ta sẽ làm phép tính trừ là lấy 280 trừ đi 168, và phép tính trừ này sẽ là phép tính trừ có nhớ. Chúng ta sẽ lấy 0 trừ đi 8, không thể trừ đi 8 được, phải lấy 10 trừ đi 8 bằng 2. Nhớ sang 1, 8 sẽ biến thành số 7. 7 trừ đi 6 sẽ là bằng 1, và 2 trừ đi 1 sẽ bằng 1. Vậy kết quả ở đây là gì ạ? Là 112 con gà. Vậy anh ấy còn lại là 112 con. He has 112 chicken left. Rất là đơn giản đúng không ạ? Và chúng ta sẽ sang cái bài tập ví dụ để cho mọi người dễ hiểu hơn. Cũng tương tự là chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ lấy giấy ra. Mình chỉ giải thích được phần tiếng Anh thôi. The Gilmer's family has 317 pieces of clothing at home. They donate 89 pieces of clothing to charity. So how many pieces of clothing have they left? Chúng ta lại cái này nhá. The Gilmer's family has 317 pieces of clothing at home. They donate 89 pieces of clothing to charities. So how many pieces of clothing have they left? Gia đình Gilmer này có 317 bộ quần áo. Họ quyên góp 89 rồi để làm từ thiện. Hỏi họ có bao nhiêu món đồ. Chúng ta sẽ kẻ sơ đồ ra và biết được là họ còn bao nhiêu món đồ. Tiếp nữa là gì ạ? Chúng ta sẽ có bài số 2. There are 651 vehicles in the basement car park. 494 of them are driving away after the concert event. So how many vehicles are there left in the car park? À, ở đây là dịch dễ hiểu luôn. Là chúng ta có 651 chiếc xe trong bãi đỗ xe ở tầng hầm. Sau buổi hòa nhạc thì có 494 chiếc xe đã rời đi. Hỏi còn bao nhiêu chiếc xe ở trong bãi đỗ? Mọi người sẽ thử làm và chúng ta sẽ có đáp án ở phần sau ạ. Và rất mong gặp lại mọi người trong cái bài tiếp theo. Đó chính là bạn lần này sẽ sử dụng phương pháp so sánh. Bye và hẹn gặp lại mọi người.